xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại xã Khao Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Và ở đây là mình đang đứng ở chợ Khao Vai này các bạn này. Đấy, một chút nữa tôi sẽ đưa các bạn xuống thưởng thức một cái món rất là đặc sản ở trên Hà Giang. Đó là cái món thắng cố các bạn ạ. Và cái món mèn mén. Một chút nữa tôi sẽ đưa các bạn xuống đấy. Sau khi mà ăn bữa sáng xong thì tôi sẽ đưa các bạn đi tham quan khu vực chợ Khao Vai, xem người ta bán những cái gì. Và hôm nay là cái lễ hội chính của cái chợ Khao Vai mà. Còn dưới này là một cái thung lũng. Và buổi sáng sớm đấy các bạn, là cái mây nó chưa tan hẳn đấy. Vẫn còn một lớp mây rất là đẹp bồng bềnh ở dưới chân núi. Đấy, nếu các bạn mà muốn ra buổi sáng lên đây thì nhớ mang theo điện thoại, máy ảnh, săn những cái kiểu ảnh săn mây ấy. Đẹp lắm, bồng bềnh nhỉ. Ngay bên dưới này nhé. Tôi sẽ đưa các bạn đi xem mây một chút đã nhé. Đấy, ở bên dưới này thì cũng có rất là đông các bạn đang chụp ảnh selfie ở đây rồi này. Là những du khách và các bạn là người ở đây cũng xuống đấy chụp. Đây là quần áo của người đồng bào H'mông này các bạn này. Wow, mây bắt đầu nó tràn lên rồi các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn không? Đấy, nó bắt đầu tràn lên lưng chừng đồi chỗ mình đứng rồi đấy. Mờ dần rồi. Và khi nào mà nó nắng to lên thì nó mới tan những cái đám mây này các bạn. Đây các bạn, bây giờ là buổi sáng tầm khoảng 7 giờ sáng. Mây vẫn còn đang lưng chừng núi thôi, nhưng mà đã rất là đông du khách và bà con ở đây đến chơi chợ rồi các bạn nhé. Những cái mặt hàng đã được bày bán ra sẵn đây. Rất nhiều các loại đặc sản ở trên vùng cao. Và rất là nhiều du khách đến các cái dân tộc vùng cao đây. Như ông đang cầm cái khèn này, đẹp chưa, hình ảnh quá đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm một quán thắng cố để thưởng thức một bát thắng cố với cái cảm giác se lạnh vào một buổi sáng hè đấy. Nó giống như kiểu cảm giác mùa thu mình ở dưới miền xuôi các bạn ạ. Không biết là ở đâu có đây. À đây, hình như có đây rồi. Đây là bún. Chưa phải. Đây rồi các bạn ơi, tôi vừa tìm thấy một cái quán phở bò gà thắng cố ngay tại chợ đây các bạn nhé. Mình sẽ gọi một bát nhỏ thôi để thưởng thức. Anh cho em một bát anh. Vâng. Đây nồi. Nồi thắng cố đấy anh đây à? Cái này làm bằng những cái gì nhiều anh? Lòng bò. Nội tạng của con bò là mỗi thứ một ít. Nội tạng của bò là mỗi thứ một ít. Chờ đợi các anh làm cái món chuẩn bị cái món thắng cố thì ở đây các anh có chặt cái con gà đen
đây là người của dân tộc Hơ Mông ở trên Hà Giang này các bạn này. Gà đen này là đặc sản đấy, xương đen, da đen, màu đen và thịt cũng hơi màu đen nữa, nhìn rất là ngon luôn. Và những đặc sản ở trên vùng này đây, kia là thịt ngựa các bạn nhé. Anh Băm anh làm cái món gì đấy anh? Thịt bò à? À thịt bò à? À phở bò à? Em tưởng là thịt ngựa. Đây cái miếng thịt gà đen này các bạn này, thịt nó màu hơi nâu đen một chút và da màu đen, xương đen. Đây xin giới thiệu các bạn một cái bát thắng cố một buổi sáng tôi gọi. Ở đây cái thắng cố được làm từ những cái lòng, tức là lục phủ ngũ tạng của cái con ngựa ấy các bạn ạ. Và cái gia vị của nó gồm có hoa hồi, thảo quả này, quế này, một chút nghệ, một chút gừng. Đấy, và cho nước vào nấu dừ lên. À có cả tiết nữa nhé. À, còn cái rau sống của cái bát thắng cố này gồm có rau mùi gai này, hành này, rau mùi tàu. Đây các bạn này, khi mà ăn cái thắng cố này thì các bạn nên ăn kèm với cái mèn mén, cũng là một cái đặc sản rất là đặc trưng ở trên vùng cao Hà Giang này các bạn nhé. Anh ơi cho em một bát mèn mén anh ơi, cho em một bát với. Đây cái nồi mèn mén của người dân tộc Hơ Mông ở trên. Ô nhìn nó như kiểu là cái một bát. Vâng ạ, một bát. Cái này là ngô bát nhỏ thôi, em ăn thưởng thức thôi mà. Ít thôi, tí thôi, nhiều quá. Tí là dạ vâng. Đây các bạn này, trông nó khô khô, nhìn như kiểu là cái cám mình ấy nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi, cái này là họ làm. Làm từ đâu vậy? Mình mua ở đây, dân ở đây làm, còn mình khách làm thì cũng ngon. À thế à? Thế là họ làm cái này là từ ngô nghiền ra à? Đây là ngô cao này, người ta cắt tròn. À, thế xong là nghiền ra xong bắt đầu đưa vào trong cái này để hấp lên à? À, nó không có cái gia vị gì nữa đâu gì? À, đây khi ăn là dùng thìa múc à? Chan canh. À chan canh vào đây. À thì ạ. Đây các bạn này, nghe các anh giới thiệu cái món mèn mén này là khi ăn ấy thì chan canh vào, ăn nó dễ hơn. Đây các bạn nhìn thấy nó giống như kiểu là cái cám lợn ở mình ấy. Tại vì nó bằng ngô nghiền ra mà, nó giống tính chất nó giống nhau nhưng mà cái này nó sạch. Ây à, nếu mà ăn khô thì đúng là nghẹn thật. Nên chan với ít nước vào xem nào. Mọi người dân ở đây người ta nói là khi mà ăn được cái mèn mén này á, mà nếu mà ăn buổi sáng này có thể là no cả ngày luôn, để mà đi nương đi đồi luôn. Đây, đúng ngô luôn, đặc tình ngu. Ăn nó có cái cảm giác hơi dạm dạm ở cổ, tại vì cái này nó không nhuyễn lắm đâu, và nó có hương vị ngu, cũng không ngọt lắm. Ngô thì được bà con ở đây trồng cấy ở tại đây các bạn nhé. Một cái hình ảnh rất là đẹp ở trên vùng cao đó là những người đàn ông dân tộc Hơ Mông ấy, khi mà đi chợ về thì liêu xiêu hoặc là bắt người trên những cái con ngựa thồ
đi những cái đường đá dốc cao thì cái nguyên nhân chính đó là cái món thắng cố này các bạn. Khi mà đi ra chợ thì kiểu gì các anh và các chú là cũng ngồi với nhau cùng nhau những chén rượu ngô tràn đầy tình cảm mà 1 đến 2 tuần mới có một cái chợ phiên để mà gặp nhau để mà giao lưu tâm sự thì chắc chắn là có nhiều cái câu chuyện để nói và sẽ uống rất là nhiều rượu. Thật sự là hôm nay là lần đầu tiên tôi được thưởng thức cái món này mà cảm nhận khá là đặc biệt, hay, ngon mà thơm, nó không giống như lẩu mà cái này nó có một cái hương vị đó là nó không có cái vị hơi đắng chút thôi, không đắng mấy. Ok, các bạn ơi, sau một lúc mà tôi đã thưởng thức được hai cái món đặc sản ở đây. Hôm nay anh múc ra quá nhiều mà hình như tôi thấy cái này nó không tốn mấy đâu các bạn ạ. Khi mà chan nước vào, ăn và đảo lên một lúc nó lại tơi lên. Vì buổi sáng mình không ăn được nhiều mà. Nên các bạn rút kinh nghiệm từ như mình gọi nhiều. Mình đã bảo anh là gọi bắt ít rồi nhưng mà vẫn ăn không hết được. Mà có khi là mình cũng không quen mấy nữa thằng cố nữa. Nên bắt thằng cố này lúc nãy là múc đầy tầm này nhá, mà giá khoảng 50.000. Còn bắt mèn mén này là chưa biết bao nhiêu tiền, chắc cũng rẻ tiền thôi các bạn. Chúng ta lên đây thì cố gắng là thưởng thức những cái đặc sản vùng biển để trải nghiệm, để mà biết được cái cuộc sống và những món ăn ẩm thực đặc sản ở đây nó như thế nào. Ok, video tôi xin kết thúc tại đây nhé. Nếu bạn thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách là like kênh, nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ mình những cái đón xem những video mới hay và hấp dẫn hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.